Chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Thì á, giờ mưa quá trời, hiện tại là hai chồng mình đang đi vô nhà của thằng em chơi đó, là nhà Can đi tèo cả nhà, Can đi tèo thân chính đó. À, cả nhà biết nó mà, hai chồng đó mà. À, bây giờ đi vô chỗ mà giờ mắc mưa quá trời, sáng giờ chạy từ ngoài chỗ nhà mình là Thế Bình, chạy vô tới chỗ nó là cầu Tân Hưng ở trong đây nè. Bây giờ chờ hai chồng nó ra rước cả nhà chứ bây giờ hết đường đi rồi. Đang ở gầm cầu, bây giờ là ở gầm cầu thiệt cả nhà. Đây là cái gầm cầu nè. Đây, thấy không? Trong này cũng dùng vuông giống như ở Thế Bình nhà chồng mình không gài vậy đó. Quá trời mưa luôn. Dạ hai chồng nghe. Hai chồng ở nhà mua đồ nha, mua cá. Em mua đồ cho em ta. Trời ơi, trời ơi, chút sẵn hai chồng em về luôn. Hồi 8 giờ đó, chắc không phải giờ ta. Giờ đi mua giờ lắm không biết giờ gì. Tại vì chạy hỏi mua lớn, đâu đó thấy đường chạy đâu có tấp vô. Trời ơi, thấy tội không? Chạy đây mắc mưa mắc gió. Còn hơn cái này cũng tạnh tạnh mưa. Tạnh rồi, giờ tạnh rồi. Giờ tạnh đi, cái bắt đầu mình vô chổng cái mình thường mình giăng lưới. Ôi trời, giăng lưới. Có lưới luôn à. Các anh có chuẩn bị quần cục rồi, an tâm. Có, có. Rồi lát xuống cái xô ông cũng xong nhà nước. Giờ đi á, giờ chạy đi á. Đây hai nhà nữa, nó là cái nhà. Cái tèo xanh chín rồi nó cái nhà biết chào cả nhà nha. Rồi giờ dọn đi, hai vợ chồng còn mua lũ khủ mà vợ chồng em nữa hả? Thôi thôi chứ cày tính mua nữa mà quá trời mưa rồi không ghé được đâu. Tính chở lên tới đây luôn cái gì không mua dữ à? Rồi tính chở lên định mua coi bơm cái gì chế bơ thấy không ngon ngon, bắt đầu nén nén chạy hỏi mua ào ào đâu mua được đâu. Mưa quá rồi đi. Rồi chạy trước đây anh chạy sau. Dạ mình lên lên đường này mình lên không anh? Có đi hưởng chậu á? Rồi ok, rồi chạy trước rồi dẫn đường đi. Giờ đi cả nhà, chạy tới nhà đi, mình quay cái nhà nữa. Cái gì? Không có nói gì. Chào cậu Hưng. Cái này là em hả? Con hả? Nó con em á. Ở bé lên, ở lên clip ngoài mà. Trời ơi, giờ bữa nay nhìn ngoài lạ. Đẹp gái mà. Nhân hơn em mà. Nên thấy quá trời mấy mấy mẹ con hành quá trời cha đó hả? Đây cần cái. Cháu này mưa quá hả chú? Mưa quá cháu. Dạ, nhà mày con cũng ngập hết trơn. Con cũng ngập, cũng quá trời, như vậy. Nhà đất luôn. Dạ. Dạ. Ở trong con giờ cũng ngập lên đó. Ướt lên. Dạ, vô anh chị. Dạ. Dạ. Đi, con nhắc chạy như nhà đất rồi. Dạ. Dạ đi. Đó, đi. Ê, chết. Là quen chứ. Đây, đưa em. Thiếu. Dạ. Dạ vợ của Canh đi tèo này nghe đang làm dịch. Làm dịch. Mấy cháu dịch. Mấy cháu dịch hả? Dạ, làm nói cháu dịch ăn đi. Cái giờ mưa này hả? Có rồi cháu dịch mình húp ha. Đúng rồi. Là nó ấm lòng quá không? Cũng đã làm thêm sĩ nữa. Làm thêm sĩ vũ đế nữa. Này cái nhà này là cha cha ha lên đây. Cha với mẹ. Dạ, anh tỏ đưa đi bách xa nữa rồi. Nào, cái nghề 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 chú đó. Chú già cái này là phái gái đúng. Vậy thôi, chú nói vậy rồi sao thế? Sao thường? Bình thường hả? Rồi hai con về đi rồi chú no rồi. Chú tiền thì cháu ăn, nếu mà chú đi chơi á, nếu không có tiền kêu vợ phải đưa tiền à. Cho dữ vậy hả? Ghê trời, vợ đưa luôn nha. Ai?
mày múc không? Chú sáng múc, sáng múc. Chú à, sáng múc hả? Chú múc cái nồi này, má múc đặt lên. Đâu anh ngoài nhà quá nè. Hả? Bây giờ về tới nha, tới nhà có con cây ni tèo hai vợ chồng Dương Linh. Hả? Nè mạnh mẽ quá nha. Mạnh mẽ quá. Ủa, tao nói áo lại chú. Không có là anh em chắc cũng cả mạo thôi. Mà cái cơ kia còn cơ. Mày cỡ nào còn? Cái dưới còn không? Cơ tay thì nó teo rồi, nhưng mà cơ khác là phải giữ lại. Phải cơ khác teo là mệt lắm à. Thấy nó bắt là múc. Bắt gì bắn vậy? Đây là những bà vợ quyền lực nhất nè cả nhà. Đại diện cho quyền lực nhất thế giới đó. Chứ cái bà cầm máy quay nữa nha. Mà cầm máy quay mới đúng quyền lực luôn đó. Mai mùng 5 mai mai bộ máy vô nằm sẵn á, nhưng mà mùng 6 bạn á. Mùng 6 vô được không? Tôi dịch bao mập luôn. Rồi, quá thiệt thật luôn. Có này là không này vô thì bỏ lên bờ để không múc vậy là vậy thôi. Đó à, hai người đó cha cha vợ với chú đó mời người sống múc. Ngày mai bỏ máy đặt lên nói chuyện vụ múc đất cho em. Em cái máy quay của chủ kênh em quay luôn. Đây là cũng là một cái bà đại diện cho nhân vật quyền lực nhất trong vũ trụ. Con tin thử ông nào về phản đòn lại thử mấy bà vợ thử biết gì á. Biết liền hả? Đó này chị chỗ tài là cột cái gì mà để làm ăn ở nhà. Ở nhà tao đâu dám sai đâu, ở nhà tao làm không mà. Thôi cái là tao phóng tao làm luôn chứ đâu. Dám cự không? Tao dám cự đâu. Vậy chứ cái bà đó mà dám cự bà không? Không dám. Ờ sao dám. Bây giờ mới có gì mà ngồi đó chứ em kêu không có làm không có làm đó. Dữ thiệt chứ. Nó đâu phải trên bờ đâu. Chút này cái xong hả? Thì cái vuông. Vuông hả? Cái khác luôn á. Đó nè, thằng ra đó đó. Chúc có gì cạnh cạnh mua hai này mình đi dân lưới nha. Dân lưới này lúa. Hay là ra đây dở sơ cái đây cho coi tôm không? Đây bây giờ đi đi theo chú đổ lúa nha. Bà vợ quyền lực của Cani Tèo. Phải nhỏ lông dịch là biết là nhỏ chuỗi là biết là hai mình sao đó ấy. Số hai mình được rồi đó. Chạy đi theo theo chú thì đổ lúa. Quay hai chơi nhau đó. Đổ quay luôn nha. Tôi đổ lúa à, tôi là 75 à. Tôi đổ lúa gia đình. Nè, vui tôi. Thử ơi. Ồ. Câu rồi đó, lúa rồi. Ồ. Quá cả nhà ơi. Đúng rồi, đúng rồi. Cây dở lên cho. Đó. Hết sảy luôn cả nhà rồi. Rồi đổ vô. Luộc luộc nhậu luôn làm bậy giờ xị đi. Mấy cháu ơi. Nhiều đây là chắc mấy kết luôn á chú. Cua này càng càng cành không luôn. Trời mưa gió cả nhà, không rầy không có tạnh mưa nè. Chết bò. Đang để mở ra là mở cái đuôi ra. Mở đuôi. Nè. Cả nhà ơi, tôm mà có bà cả nhà ơi. Đó. Ủa rồi. Đó rồi. Cá lú bột đó. Ồ, cá lú. Không gọi nó có xô luôn. Đây có cái gì đẹp hơn này. Thằng này mà chơi đỉnh luôn cả nhà. Thằng chó và thằng chó lợi chơi vậy thôi. Có cái gì đẹp. Nghe cái gì tăng bông cho mỏi à? Bông cho mỏi. Mỏi nè, đẹp quá. Thế nó nở là đẹp lắm. Dạ. Vừa phải mì bên đó nhóc luôn kìa. Nó phải mì, dừa, chuối. Ô, nguyên vườn nha. Ê, cái chỗ dừa nước là chút đi đường này luôn đó hả? Dừa nước hả? Lát cống xuồng đi ngoài mé lá ngoài sau đó anh. À, ok. Mé lá ngoài sau. Chúng ta tạnh mưa anh em mình giọt đi vào ngoài ha. Dạ. Vô. Dạ, vô nha. Hai bên này, hai thằng nhảy súng vậy. Cầm là chỏ vào trời thôi. Cái đường này là đường chạy vô đâu ta? Cái này nếu chạy đường đó ra đâu à, chạy ra đường đó, chạy đâm ra ngoài đó là cái đường lộ 3 mét nãy hai anh em mình chạy quẹo ngang, không dám đưa cho anh vô. Hồi về Cà Mau đường đó đường đó hả? Không, đi ra đó là đụng lộ 3 mét rồi mới quẹo lên đó ra mới ra cái cầu Tăng Hưng nãy đó. À. Rồi, cái đường này anh đi không được đâu, nó cua cua nè. Mà nó nhỏ xíu rồi nè. Nhỏ xíu à. Nó có mấy cái cống giáp giáp á, anh chạy là té.
bởi vì em mới đưa anh đi đường đường trên. Chút thử đi, chút thử cái vàng này thử sao. Nó chơi đi đường cũ rồi, đường nào quen đường ngựa quen đường cũ này. Ngựa quen đường cũ này. Có cái sạc ha. Dạ, con có gô, có sạc với cái chốt. Sẵn dịp lên tặng được vài 100 gram được rồi. Dạ, dạ. Hai chồng nó mà vô con đây dở dính nhiêu gửi về nhiêu luôn. Dạ. Cái gì cái sạc lắm, kho tiêu. Dạ. Cái gô. À, nhỏ nhỏ thôi, không bự. Dạ. Dạ. Cái gô chắc cũng tầm khoảng 3 ngón tay cỡ này vậy nè. À, dở lên coi cỡ nửa lời. Trời ba cái cá đó nó bán mình kia 100 mấy đó. Cái gì? Cá chốt cái gô đó. Cái gô 100 mấy rồi đó. Ừ. Ủa có giá. Ừ. Hai hàng chỉa nhau nữa. Ê, cái gì mà nó chú lên kìa. Nó nói chung chung vậy. Ngô cầu vậy. Nó dảnh vậy. Cái này là bà vợ sư tử của nó. Còn đây là cái bầu con vịt nó còn dảnh nữa. Đây là bà vợ sư tử của mình. Vậy đó hả? Ôi bữa nay sư tử luôn á. Dữ thế. Đây là nhà là biết nha. Không, thường thường đánh là những người cầm máy quay là luôn bất tử phải không? Yeah. Mình cầm máy quay mình có quyền nói không? Xong rồi mới biết à. Anh chị cũng có kênh quát bỏng cho nữa cả nhà. Bấm người đó đăng ký kênh ủng hộ anh chị nữa nha. Quá còn đẹp ngọt. Bây giờ chú luộc cái này làm chú đó mình làm chị. Cái đó hà quá hết bài luôn rồi chú ơi. Hết sảy luôn rồi, ngay bài luôn rồi. Luộc hết. Dở con cá bột thôi chú. Cái cá bột rồi. Dở muốn tạch tạch đã chứ. Muốn tạch tạch. Trời ơi, chưa luộc luôn. Dạo rồi bữa nay chơi luôn. Nhiều đó tiền mà cha vợ bữa nay nhịn đói bữa chơi còn giáo hết mình rồi. Nó chưa? Ừ, có buồn không cha? Không, cha con mà buồn, có gì phải buồn. Người ta ăn hết thì con chung nhà ăn còn lại. À, có lắm dễ thương. Có lắm khi vấn đề là mình nghèo khó gì nó giúp đỡ lại cho mình. Còn người khác đãi nó rồi ngồi hết cho rồi vậy con ơi. Chàng ơi. Tắm chưa nào? Tắm chưa? Cho cắt dịch. Cắt cái cho nó mềm chứ. Cắt cho mềm. Mở kính. Bỏ gạo gì vậy? Chưa, bỏ gạo nha, gạo để cái dịch nó mềm mềm đi. Thấy chưa, đừng thấy hoành tráng cả nhà. Hả? Thôi em chú thêm với hai chồng em đãi quá trời đãi vậy. Dĩa trên có dĩa cơm luôn. Cái này là của chủ kênh đem xuống nha. Chủ kênh quốc tổn đem xuống nha. Cái này không phải nè, cái tay không phải nè. Dĩa tôm à. Dĩa tôm thế à, cái này hấp dẫn không? Dẫn luôn nè. Không về miền Tây xuống nước mình là cái đó là đã luôn nha. Cái luộc cua luôn. Con cua nữa. Ba chú đem nó chà uống cả nhà. Bỏ nhà chưa? Rồi bỏ nhà. Đúng rồi. Tại nhà là nhà dân uống rượu mua ơi, ăn đổ rượu nước chà. Cả nhà luôn nhà uống rượu nha, mà giờ khách không uống rượu thì mình để chà. Rồi để sáng mai nấu nồi chè luôn. Chà luôn. Nhà mà giờ ổng không uống rượu thì mình để chà với chè. Quá là. Tại số má mà tại chưa chỗ tài đó. Nó chơi à. Không, cái này là nó lạ, còn đang lạ nước là cái. Đang lạ đó. Nước là cái phải không? Cái thứ mà cái số anh em mình chưa tèo no. Đó là em của Linh. Chú đem nó chào nè. Quay cắt nó. Đâu nè. Nè em không? Nè. Con của mẹ ơi. Mẹ em con lên. Nó vừa ra cháu. Ngày như vậy lắm chứ không phải như ta đâu. Này ba của Linh. Như là mẹ. Này em. Đó là tèo thì đó là sợ vợ chúa luôn á, là nó là khỏi nói rồi. Không nghe, không có sợ vợ nghe nhà, đừng nghe lại tổn. Em là mạnh mẽ nhất vùng á. Quê thằng này mạnh mẽ nè. Thằng nào mạnh mẽ lúc đầu mình cũng cơ cũng dữ vậy đó, mà từ khi cưới vợ về sợ ghét ở teo cơ luôn thấy không. Hả? Thằng nào cũng mạnh miệng vậy đó. Ê nè,
Cho mượn cái con cái ai. Này còn bự quá, này bự quá. Nhỏ mới gà. Ông nguyên con gà. Đâu đâu hay bị giật. Ồ, sao gà khéo quá ha. Em bữa nào thấy người quay hay hay chọc cái gì tèo. Dạ. Tự nhiên quay quay mặt có hay nói gì. Ồ, bà sư tử. Sư tử. Thấy mày nói gì đó. Để bắt chước tử à. Thử coi. Phản ứng chưa? Ôi ôi có mặt kìa. Sao bữa nay sư tử biết làm nữa kìa. Ôi ôi bữa nay quậy cháo. Sao không biết trời, cháo có gì không biết. Bắt trước bạn biết không? Dạ. Về đâu? Về ông no đòn đó. Tại là thấy đông quá nhịn đó. Nhịn đó. Nói ai đâu nói lại câu điện thoại mày đi. Đó kìa. Hello ở nhà nha. Không chuyện không chuyện nói nói. Nói đây hả? Ồ giỏi dữ trời. Sư tử biết cách dịch luôn trời. Ông còn chắc được nữa chứ con vịt. Chưa, chưa. Mà tôi cắt tàu bén cỡ này thì ông chế độ của ông tôi đưa ngang cái một là cái gạt là xong rồi đó. Cái này mới là đúng 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 là cái câu mà tao nghe hoài luôn nè. Câu nguyên lỗi. Cái là phải đúng không? Gì? Tao để tao bắt trước. Góc mình hơi tối. Ê sư tử. Sư tử xong chưa sư tử? Chưa nha. Thôi chạy. Tao chưa gàng giống mày, tao chưa dám làm gì. Né liền. Chưa, né né. Hồi là ăn thịt luôn nó luôn rồi đó. Hồi là ăn thịt sống luôn, ăn thịt sống luôn à. Hôm nay về nhà em vui quá cả nhà. Giờ thì vui đi, rồi anh mới kêu vợ chị sư tử không rồi lát về anh sẽ khổ. Giờ vui trước đi. Không, từ đây về tới nhà nó cầm camera nó quay xuống. Cầm camera là bất tử. Bất tử. Đúng rồi. Giờ nào hết pin lấy cục sạc vô phòng gắn vô. Gắn xuống luôn rồi, không điện vô ổ điện luôn. Máy nó nét ghê hồn quá nha. Có dạo làm tối có dạo gì nó biết. Dạo á. Dạo á. Không về là con cây. Sôi dữ rồi. Ôi, trực tiếp gì đó. Cái cây của anh là quay đó. Cái cây này của anh thì cầm cho nó lên chắc. Cầm cái cây kia yếu quá. Như quay đường xa được. Ờ cái cây này cầm được xa giống như còn cây kia quay nó dài đó không? Cây của em đưa cái gì dối 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 té được. Dữ dằn kia nhà nó dữ dằn chưa? Dậu đây là nữa chưa? Dậu đây là hả? Mà dậu đây là vợ chồng cha mẹ con cái xỉn nhảy lum la hôm điện đó nó nguyên sọc nữa nha rồi nó rủ chồng mình vô cái đồ chồng tranh thủ vô báo vô báo nữa chấm gà đó. Chấm tôm canh từ từ thôi nha, không để bể chén nha. Chén luôn. Hù mắm. Hù mắm. Hù xong rồi hả, tôi giật mình không có hất cái đàn dương mình cái nha. Tôi cho. Hồi nó nhai đầu rồi. Giỏi vậy nha. Tỏng là giỏi nha. Từ sáng người ta làm từ lưng nha. Tỏng chỉ vô ra đâm cái chén của ớt giỏi liền đó nha. Vô đâm là dành công hết đó nha. Cái này đó là hồi sáng là mình làm nè, mình luộc luôn nè. Mình cắt luôn á. Đó. Đó không ai làm cho mình làm luôn đó. Cái dành công ghê chưa? Kia là lão Phật gia ngồi ở chỗ này mầm đó nha. Ê, đứng ngồi trước lão Phật gia rồi mà dám nói vậy chứ. Cho lão Phật gia. Không nói có game bài miễn tử chưa? Không rồi à. Có game bài miễn tử mới dám nói gì à. Chén nước mắm thần thánh này nghe cả nhà ơi. Đây. Chú gém em hả lên? Dạ chú gém chứ. Chắc này ngồi ăn dịch. Ừ. Kéo dịch. Chú gém thấy ngon nha. Trắng, trắng tươi luôn. Khổ ở nhà, mưa gió ngồi hai anh em ngồi buồn. Rồi. Có gì mà ăn cảnh này hả vậy? Rồi mấy ngày. Gầu quá bây giờ mà mừng dịch ăn ăn dịch với gà đồ cho đỡ cái gì. Đỡ nè, anh đỡ dở nè, ngồi đó. Ngồi. Ngồi.
Thôi mấy nhà thấy buồn gầu quá thôi mình còn già còn dịch luộc tua cơm rồi để nó chơi cái nhà lâu lâu anh em xuống chứ nói nổ người ta cười chết rồi cả nhà có rồi nhà lâu lâu anh em xuống làm để chơi tao biết mà sao bữa nay xuống cái đồ hai chồng em mới đãi hai anh em ruột á cùng cha cáo nội ủa vậy là cuối cùng là mình sao ta Cô về vợ chồng về mà chú thiếu đãi món này quá ngon gà hấp nước mắm vịt luộc nấu cháo đi làm gì lỗi nữa không lỗi với tôm với luộc thì chắc giờ vợ chồng em sinh ở đây luôn quá lên vui đập một chút cá mình vui dạ ngày nhậu ngon 10 tập sáng chiều không phải vậy vậy chắc đuổi gì sớm đúng không này để vô trong đi chút thôi đi này giờ mồi màng nào đã sẵn chuẩn bị xong hết nha chuẩn bị lên chiến nè lên dĩa nè cái này là gì anh cái này á cái là cái gì mà cỡ không nói rau câu cái gì rau câu rau câu hả rau câu rau câu là cái gì ông nội ơi cái gì rau câu là mày đổ bằng bột cái này là cái phao câu phao câu hay phao câu phao câu gì đó tùm lum tùm la không nhỉ cái gì phao câu cũng được nó ăn cái phao câu vô là tối hành giữa trời lắm đó lắm hành lắm đó đóng người lắm cái này cháo thì ba gấp được cái dĩa này chiếc gọn gẽ này cái gì nữa sao không quá trời ngon thấy hai sư tử cái bờ này nhau biết là thấy chữ chưa hai người hợp tác lại hai anh em tôi còn cái xương không còn bộ trà mới được cái xương cũng đã đây đâu tới mồi mày sáng nha cháo xong nè bún nè mời lên mời ba anh em lên mắm ớt này vịt tôm này lão Phật gia của Mỹ Linh sư tử mẹ cái này mẹ mới lên đó là em hai đứa em đây là sư tử của anh Võ đây đây là con sư tử của mình con sư tử con mèo ơi giống mèo rồi sư tử này sư tử phát gặp sư tử thiệt này rồi sư tử này là nhai đầu rồi nhà thấy cái chai này chưa con làm tóc rồi thôi cũng không có gì cho mấy nhưng mà bữa nào cũng bụi chịu nổi vì bên tay là phải có cái ly này nè cả nhà vô mà cả nhà ơi lên lên đâu rồi để mọi người trời ơi sao vậy thôi để gì đâu lên chốt để nằm đó đâu không cái nào cái này không dâu ngồi với có bảy gái ngồi là gãy rồi nha nhỏ con nữa được mốt lên đi mốt lên lên đình cái nhà qua cái mâm nè uống ra cái lạnh nó bỏ rồi về cái lộn nó về trốn
giờ trời mình đang mưa nha, mưa sáng giờ luôn. Rồi lên đi Tèo. Hãy hỏi gì anh em mình người gần ha, có gì gì bị sư tử quào chạy chung chạy chỗ ngồi xa sư tử đi anh ơi, gần nguy hiểm đấy. Ngày xưa người ta hay nói cái gì em đoán, ngày trước là nương tử, rồi sau này là cái gì thầy tử. Ừ, cầm đang trôi bây giờ là bơm nương tử rồi lắm đó. Ừ, sư tử nó bơm nương tử đông đủ đông vui cả nhà ơi. Về quê mình là bao hầu quá luôn. Cái nhà thấy miền Tây không, miền Tây mình có nhiều chơi nhiều à, hết gian hết ruột luôn à. Dạ, hai anh em mình ngồi xa hai sư tử kìa, ngồi dưới thôi à. Rồi mình đã hàng rồi. Phóng đây đi. Phóng đây đi chứ ngồi cho. Điểm chết trời ơi trời. Cho hai. Cho hai cho tử người gần đi. Mấy đang thôi đâu có. Không có đây. Dạ. Để em ăn đi chị. Mình gặp nhau nữa. Ủa mấy chân không kéo ngủ luôn ngọc. Tiếp ơi. Thánh ngủ ngắt. Ra ngoài em ơi, Tiếp ơi. Lên lên Tiếp ơi. Thì ông chú rồi, khỏi gì lên nhảy. Ông chú cũng thoát khỏi phần nào nè. Nè, nó chảo nè. Nảy ha. Ngon ha. Cô Quý. Cháo. Tắm đi ngủ đi. Nó quay giống như nó bị view đó. Review hồi sao mất tiêu cái vẻ là cười không luôn. Review hồi vô hụng hết trơn luôn. Con với Nguyễn mới lần đầu tiên gặp nhau với con đó, mời chú Ly chú ơi. Rồi. Dạ. Dạ nó giữ chưa? Giữ chưa? Mình muốn con chú. Mời cha vợ cũng. Thấy sao cha? Ngon. Ngon hả? Ngon mà sao mặt nhăn vậy ta? Thấy cái mặt hơi nhăn. Cho ta biết mình rồi. Mình biết dài đắng rồi hả? Rượu cay quá. Để gì cho ăn? Anh giờ hai chị em mình nghe Tèo. Dạ. Cho Tèo tiếp bớt cái gì? Hai chị em ở nhà thì mình uống với em ở nhà. Đoạn là làm ly mặt mày đỏ rồi, quá hiếm thuốc ly à. Anh gần 2 ly 3 ly là hết cái đường đó. Ờ, vậy là em chấp hành là phân tầng 100 ly. 100 ly. Đồ mạnh này cả nhà. Hết chung tay chưa? Hết chung tay chưa? Hết rồi. Hết chung tay nãy giờ. Chừng giờ nó cứng lại đó. Nãy giờ than chung tay đó. Nè tới mồi mới nữa nha. Ai phát cua? Cái cua à. Cua nhỏ mà thứ ba con là xỉn đó nè. Tròn tròn tròn. Cái con này là con yếm vuông nè, mới muốn nó lột ra nó thành cua gạch vuông. Vậy hả? Đâu đâu đâu. Con này hình như chắc mềm quá ta. Mềm. Mềm eo đây. Ăn cua là mình gạch. Nó lột 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 nó thành cua gạch. Ồ cua này trông ngon. Bông rồi. Con nước mới lột, cua mới lột. 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 Cô này mới ngon. Cô này cô gạch hả? Ăn cái mù lên tổng. Đây ta làm cái mù cái gì? Anh ăn cái mù, anh phát cái mù không? Thì phát cái mù. Không đúng rồi, mù hơn chút chứ sao nữa, mù nhỏ quá đi. Nó cho ăn cái mù nhà mình hưởng cái mù trước cái nhà. Cái mù rồi có cái mù. Hưởng cái mù chứ. Cho mù miếng kìa. Cái mù, mù con Tẹo ngon quá. Ta chảy nước mắt tụi bé để nó nhiễu sao? Mua ngon mà nhiều nên đỏ nữa nha. Em tốt mà. Mua mua cái này. Mua mua cái này. 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 Ngon thiệt ơi. Ờ cái mù nó tôm tôm béo béo cái nước đây rồi quá. Mù ngon thiệt. Chào cua cả nhà. Ai suy nghĩ suy nghĩ. Rồi cả nhà ơi. Bây giờ tàn cột cả nhà. Sạch sạch nồi luôn. Sạch nồi sạch vụ luôn.
Thôi giờ dịp rồi kết thúc clip bây giờ ơi. Rồi tiếp tục làm tăng 2, tăng 3, tăng 4 gì đó. Hiệp 1 và cánh 2 đi. Bao 1 cánh 1. Thôi giờ cả nhà nhớ ủng hộ hai chồng mình với hai chồng em nha. Cái này tèo 69 đó cả nhà ơi. Thôi bye bye cả nhà. Cả nhà. Bye bye.